Việc đánh đổi một chiếc laptop mỏng nhẹ đây chính là hạn chế và các cổng kết nối. Vì thế một chiếc adapter chia cổng sẽ là một lựa chọn vô cùng hợp lý với những ai mà chúng ta có nhu cầu sử dụng các thiết bị ngoại vi cũng như là xuất hình ảnh để trình chiếu với chất lượng cao. Cổng kết nối Thunderbolt USB 6.1 là bộ chuyển đổi với kết nối USB Type-C, có hỗ trợ kết nối nhiều thiết bị nè, đáp ứng được tất cả các nhu cầu tiện ích của công việc văn phòng. Ngoài ra thì vỏ của nó được thiết kế bằng hợp kim aluminium màu space gray rất là sang trọng, có tráng lớp ABS chịu nhiệt và chúng ta sẽ có bao gồm là 6 cổng kết nối đa dạng, là một cổng USB-C trang bị công nghệ sạc nhanh Power Delivery công suất sạc tối đa là 60W. Với đó là đầu kết nối Type-C cùng với cổng USB-C có thể kết hợp để sạc nhanh cho laptop nè. Và một cổng HDMI hỗ trợ trình suất video cực sắc nét 4K 30Hz. Có thiết kế cổng thẻ đọc kép cho thẻ nhớ máy ảnh và thẻ nhớ nhỏ. Bên cạnh đó thì còn có hai cổng USB-A với khả năng hỗ trợ tốc độ sạc cao hơn và tốc độ truyền tải dữ liệu đến 1.2GB trên giây. Em này thì tại cửa hàng Mình Tu Mobile đang được giảm 300.000, chỉ còn là 1.270.000 đồng thôi. Khi mà mua thì các bạn sẽ nhận được gói bảo hành đến 12 tháng nữa đấy nha. Tiếp đến là một chiếc hub nữa đến từ nhà Adam Element, là một thương hiệu phụ kiện nổi tiếng từ Đài Loan và cũng là một trong những thương hiệu có những sản phẩm được trưng bày trực tiếp tại cửa hàng của Apple. Hub chuyển đổi Adam Element 6-1 được hoàn thiện từ chất liệu nhôm kết hợp với màu xám tạo nên vẻ ngoài cao cấp và tinh tế khi mà sử dụng. Các cổng kết nối sẽ có bao gồm là một cổng HDMI với khả năng truyền tải hình ảnh chất lượng 4K siêu nét ra màn hình rời và hai cổng USB-A 3.1 cho tốc độ đọc ghi cực kỳ là nhanh, thích hợp với tất cả các thiết bị điều khiển như là chuột nè, phím hay là cả ổ cứng gắn rời nữa. Chúng ta cũng sẽ có thêm một cổng USB-C để hỗ trợ công suất sạc đầu ra tối đa lên đến 100W cùng công nghệ Power Delivery 3.0. Có thể sạc cho các loại laptop USB-C cao cấp như là MacBook Pro 15 hoặc là 16 inch, giúp cho việc sạc pin của máy của bạn cực kỳ là nhanh chóng luôn. Hôm nay thì còn có một khe thẻ nhớ SD giúp bạn nhanh chóng đọc được thẻ nhớ trên máy ảnh. Một cổng mạng LAN Gigabit cũng được tích hợp đầy đủ cho các anh em văn phòng có thể kết nối trực tiếp bằng dây cáp để sử dụng mạng ổn định hơn nè. Mức giá của em này là 1.750.000 đồng tại cửa hàng Minh Tú Mobile. Đây cũng là mức giá khá là tốt rồi đó. Và đương nhiên các bạn cũng sẽ nhận được gói bảo hành lên đến 36 tháng. Đề xuất thứ 3 như muốn gửi đến các bạn đó là hub chuyển đổi HyperDriver 6-1 USB-C. Em này cũng sở hữu thiết kế nhỏ gọn, sang trọng với vỏ ngoài bằng aluminium CNC cao cấp nguyên khối màu xám, sẽ bao gồm là 3 cổng USB 3.1 cho tốc độ truyền dữ liệu cao tương thích với hầu hết tất cả các thiết bị. Và bạn cũng có thể dùng cổng này cho đầu lọc nè, rồi USB, bàn phím, chuột v.v. để chúng ta có thể sao chép và di chuyển các file hình ảnh, video, tài liệu một cách nhanh chóng nhất. Ngoài ra thì còn có thêm một cổng USB Type-C hỗ trợ sạc nhanh chuẩn Power Delivery, rồi một cổng SD, một cổng Micro SD. Cuối cùng là có một cổng HDMI để trình chiếu truy xuất dữ liệu 4K 30Hz cho chất lượng âm thanh và hình ảnh cao nhất. Với một chip xử lý của HyperDriver, adapter có thể sử dụng mọi cổng mà vẫn bảo đảm được tốc độ ổn định, không bị nóng lên khi mà chúng ta dùng lâu nè. Và với mức giá không quá thấp cũng không quá cao, 1.370.000 cho em này thì Nhi nghĩ là các anh em văn phòng cũng nên lựa chọn đó nha. Và khi mà mua tại Minh Tú Mobile các bạn cũng sẽ nhận được gói bảo hành đi đến 24 tháng lận đó. Ok, và vừa rồi là 3 cái hub mà Nhi đề xuất cho các anh em nào mà chúng ta đang sử dụng những chiếc laptop mỏng nhẹ bị hạn chế về cổng kết nối. Thì anh em nghĩ sao về 3 chiếc hub này? Hãy để lại comment nha. Nếu như mà có thắc mắc gì thì các bạn có thể lên fanpage Minh Tú Mobile để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất. Đừng quên like, share, đăng ký kênh của Minh Tú Mobile. Còn bây giờ thì bye bye.